Dạ vâng, shop xạ thủ PCB Ba Miền em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nay đâu lại cho em gửi lời chào và chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những niềm đam mê của mình. Trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay em lại gửi bưu giới thiệu cho các bác, giới thiệu cho anh em một mẫu côn đô thẳng dài và tờ cấu hình tầm trung nhưng mà sử dụng cành là cành nô tha quay dư tem vàng nhé các bác nhé. Và cấu hình ra sao và giá thành thế nào thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì cho shop em giới thiệu qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán, một là ship code COD toàn quốc, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi lại shop. Hàng thì bên em lúc nào cũng là uy tín và chất lượng giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé các bác nhé. COD thì một cây củ như này em phải bóc tách chia nẻ ra làm 2 và 3 đơn nẻ gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em. Thì các bác và anh em nhận hàng, đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi lại shop. Các bác và anh em yên tâm nhé, không bao giờ lạm phát ra tình trạng là lừa đảo xảy ra. Hàng bên em lúc nào cũng là uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Thứ hai là về phần gửi xe thì các bác và anh em được nhiều quyền lợi hơn là bên em lắp ráp và căn chỉnh ok một cái củ như này và đi test trả video thực tế cho các bác, trả video thực tế cho anh em nên các bác và anh em yên tâm. Không bao giờ có tình trạng là về mà do lỗi trong khi lắp ráp mà lỗi do nhà sản xuất mà không đồng tâm, không đồng trục, em đã đổi mới, thay đổi thế, đổi mới hết cho các bác, cho anh em. Lúc nào đi test căn chỉnh ok, trả video thực tế đạt độ trụ đến 100% em mới trả hàng cho các bác, trả hàng cho anh em. Nên các bác và anh em yên tâm nhé, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra. Bên em làm ăn lúc nào cũng là uy tín và chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé các bác nhé. Em là chuyên phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình, làm ăn là cũng chỉ vì đam mê, phục vụ các bác, phục vụ anh em nhé các bác nhé. Nên là lúc nào cũng là uy tín, chất lượng để phục vụ các bác, phục vụ anh em. Gửi xe thì bên em gửi xe tất cả các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng như là 63 tỉnh thành nhé các bác nhé. Thì các bác và anh em chỉ việc nhận hàng và kiểm tra hàng, đúng sản phẩm nên các bác và anh em yên tâm. Về phần gửi xe thì các bác và anh em thông cảm cho bên shop em là xe là người ta chạy xe qua thì các bác và anh em chỉ việc nhận hàng rồi có gì về điện cho em qua Zalo thực tế video nên là các bác và anh em yên tâm. Trong khi lắp ráp và căn chỉnh ok, em đã test trả video thực tế cho bác thả cho anh em nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra nhé các bác nhé. Thì một cây củi nó muôn hình muôn vẻ nên các bác và anh em tùy vào cấu hình, tùy vào túi tiền, tùy vào kinh tế của các bác của anh em. Các bác tầm tiền nào thì có thể là chơi tầm tiền đó, ví dụ từ 4 triệu đổ lên đến 6 triệu thì bên em có đầy đủ hết cho các bác, cho anh em từ 4 triệu và đến 10 triệu và cấu hình từ tầm thấp đến tầm cao, đầy đủ để em đầy đủ các mặt hàng để phục vụ cho các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Nếu các bác đặt một nguyên một cây thì cọc cạch cho em gọi là 100-200, gọi là cái tiền trách nhiệm. Cái tiền trách nhiệm đó rồi em lại trừ vào cái đơn hàng của các bác của anh em nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra nhé. Giờ em sẽ vào giới thiệu chi tiết sản phẩm cây củi này và cấu hình nó gọi là tầm trung nhé các bác nhé. Nó tầm trung nhưng lại sử dụng cành nô tha quay dư tem vàng nhé các bác nhé. Trên tay em cầm một là bình nhôm nhé các bác nhé. Bình nhôm 0,45 đã dài nhé. Đây là các bác này, bác đi rừng bác bảo là chờ cho một cái bình dài dài một tí để chứa nhiều hơi nhé các bác nhé. Bình nhôm 0,45 lít bằng đã được sơn lót trong ngoài rất chi ok. Thứ hai là van cliket đồng hồ xám loại 1 nhé các bác nhé. Đồng hồ xám loại 1 rất chi là ok, rất chi trâu bò nhé các bác nhé. Thứ ba là combo khung ruột tay cầm là gỗ mun nuôi công nha các bác nhé. Khung là khung vuông mạ vạch nha các bác nhé. Khung vuông mạ vạch. Và thứ tư là con giảm thanh 3 khúc bút neo nha các bác nhé. 3 khúc tiến lùi nha các bác nhé. Rất chi là ok. Ôm trọn vẹn đầu cành các bác, rất chi chắc chắn nha các bác nhé. Và thứ năm là kính hàng Dicovegi, hàng VTR hàng 3-12x42 AOC nha các bác nhé. Đặc biệt nhất là hỗ trợ anh em là đèn hồng tâm đi săn ban đêm và có vỉ gài kẹo gửi gắm vài viên kẹo nha các bác nhé. Con kính này đang nằm mưa nằm gió trên thị trường nha các bác nhé. Hàng siêu nét, hàng châu bò siêu nét đang thịnh hành trên thị trường hiện nay nha các bác nhé. Và thứ sáu em đang sử dụng là cành lô tha quay dưa tiêm vàng và hàng công ty và hàng đầy đầu và nhập tàu chính hãng nha các bác nhé. Rất chi là ok, đồng tâm đồng trục, thẳng như sợi chỉ cho các bác nhé. Em đã lắp ráp thì rất chi là ok. Lúc nào cũng đồng tâm đồng trục cho các bác, rất lúc nào cũng đạt độ đạt và độ đi test trụng cho các bác cũng bảo đến 100% nha các bác nhé. Và quy là quy bọc đồng và tay kéo là liêu các bác nhé. Rất chi ok, một cây củi mà giá chỉ tầm trung rất chi là rẻ nha các bác nhé. Rất chi ok và một cây củi tầm trung như này các bác nhé. Thì em báo giá công khai cho các bác, cho anh em là cây này em đang để cho các bác, để cho anh em là 5.600.000 đồng nha các bác nhé. 5.600.000 đồng và các bác và anh em đã được sở hữu ngay một cây thẳng dài, côn đô thẳng dài mà tầm trung mà đã sử dụng cành nô tha. Cây này em bao test cho các bác, cho anh em là 80-90 mét ăn nắp C2 nha các bác nhé, có thể 100 mét ăn cò các bác nhé. Rất chi ok.
Và trong khi các bác đặt nguyên một cây, em tặng các bác, tặng anh em một hộp kẹo để các bác và anh em về tét củi rất chi là ok nha các anh em. Thì dạ vâng, em cũng xin dừng video tại đây. Thì cuối video lại cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những niềm đam mê của mình. Bên em vẫn phục vụ các bác, phục vụ anh em đầy đủ tất cả linh phụ kiện dài lẻ của dòng PCB, ví dụ như Condo truyền thống Epic, Benjamin và Epic, phục vụ các bác, phục vụ anh em đầy đủ tất cả các mặt hàng, van kính, bình bơm đầy đủ cho các bác, cho anh em. Các bác chỉ việc nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477, inbox Zalo cho em, phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Dạ vâng, cảm ơn các bác. Thì các bác và anh em theo dõi kênh thì cho thằng em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực ra những video chất lượng hơn để phục vụ cho các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Dạ vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em. Hẹn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.